một tháng nữa không sao. Mấy nay có gì vui không vậy? Mấy nay có gì tin gì hot không? Tám giờ hả? Ngày giờ bán không có gì chơi nước mắm gì vậy? Ngày bán khoảng có gì chơi nước mắm á? Nhỏ bắt đầu bán ít lắm nha. Dạ. Là cỡ 2-3 chục chai lớn đó. Dạ. Một chai lớn thì bán làm ít nhiều là 11 chai. Mà thôi cái lớn bán 4 chai. Dạ. Ở nhà còn mấy chai. Cái nhỏ người ta giờ tỷ ngang hơn đúng không? 40. Lên lên sợ nhiều quá nó hư. Rồi. Dạ. Nãy giờ cũng bán là coi mấy cái đại kia lỡ quay. Ở trên đây là ba chục chai nhỏ, dạ. Chai lớn, dạ. Vậy là khách chuộng cái loại chai nhỏ hơn. Đúng rồi, anh đúng rồi. Dạ. Tại vì người ta nói là mua ăn có thứ hai nữa là cái gì người ta sợ để lâu được, dạ. Để lâu được nha. Dạ, dạ. Đó là cái mọi người. Dạ. Cũng phải bỏ cái được nha. Xin chào mọi người ạ, hiện tại là em đang có mặt ở xe ốc của chị Phụng nha. Em tiến lên gần em sẽ hỏi thăm chị Phụng tình hình bắn ốc như thế nào nha. Như đây nó hết chưa chị? Hả? Chị Phụng ơi. Dạ. Đây nó hết chưa? Ký rồi, bắt đầu nhiêu ký rồi anh. Trời, chị Phụng đang đông khách quá mà không có trả lời được hết. Quay cho mọi người nha, đây ốc của chị Phụng nè. Chị Phụng cũng bán hàng cho Phụng nha mọi người. Ốc hoa hậu. Giờ bán được nhiêu ký rồi chị? Hiện tại là lượng xe lưu thông lúc này là khá là đông nha mọi người. Đây. Mình sẽ cập nhật lại số điện thoại của chị Phụng nha. Đây là số điện thoại của Phụng 0933 652215. Cây chai lớn là bữa là 80 ngàn, cây nhỏ là 40.
gì vui không chị? Bữa nay có gì tin gì hot không? Tại giờ hả? Ngày cho anh bán khoảng bao nhiêu chai nước mắm như vậy? Hả? Một ngày bán khoảng bao nhiêu chai nước mắm á? Nhỏ mỗi đầu bán ít đó nha. Dạ. Và cỡ hai mấy ba chục chai lớn đó. Dạ. Đó. Con chai lớn thì sáng cũng làm ở nhà là 11 chai. Mà coi đây chai lớn cũng bán mất có 4 chai. Dạ. Ở nhà còn mấy chai? Nữa. Chai nhỏ người ta về tiện ăn hơn đúng không? 40. Người ta sợ nhiều quá nó hư. Dạ. Ba chục chai nhỏ, dạ. Ba chục chai nhỏ, bốn chai lớn. Bốn chai lớn, dạ. Vậy là khách chuộng cái loại chai nhỏ hơn. Đúng rồi, à, anh đúng rồi. Dạ. Tại vì người ta nói ha, là mua ăn hết tao ra một nửa, thứ nhất thứ hai nữa là cái gì người ta sợ để lâu cũng được, dạ. Để lâu được nha. Dạ, dạ. Ở trong tủ lạnh ngăn mát nha mọi người. Dạ. Cũng bán bỏ tủ lạnh ngăn mát được nha. Dạ. Có dự định cập nhật thêm ốc mới không? À hai loại thôi, ốc đắng với lại ốc lát. Chị không thấy ốc mới là phải ăn với chiên chanh á, ốc biển phải ăn với chiên chanh. Dạ. Nên cũng thấy là khách cũng bán ở đây là thấy nó thích ăn ốc chảo với ốc đắng á. Dạ. Lại ốc lát mà mấy hôm ngày á, ốc chảo cũng ngon nên cũng muốn ăn. Ốc chảo cái ngày nó nhỏ xíu mà luộc cái tự nhiên nó sẽ teo, nó teo còn nhỏ không à. Nó không bán mắc nói. Clip này hay thì nhớ đăng ký kênh giùm mình nha. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau ạ.